Bây giờ mình vô cái vườn quýt hồng của Lượng chưa. Ủa bà Hai đâu rồi? Bà Đái. Chưa hết nổi rồi hả? Rồi vô vườn quýt nè. Đó. Quýt. Mới giờ tháng rồi là mình cũng thấy quýt nha. Đó, kìa bảy. Quýt. Rồi mít. Cây nó cỗi rồi. Thấy không? Ông nói 20 năm rồi. Ờ. Cây nó cỗi rồi. Vườn quýt rồi mấy năm trước đi cái chùm không à. Đó. Quay chị cả nhà coi nha. Trời ơi quýt. À, cũng nhiều ghê nè. Vậy bảy đồ đi vòng vòng á, quay có bảy đồ đi vô á, thò hái quýt rồi. Mấy em này cũng đi vô đi không? Mấy em này cũng vô tham quan vườn quýt nha. Mẹ mày uống không? Không có uống hết. Không để, khỏi ăn cái gì. Cái nào lấy bự ra nè. Đó. Trời ơi coi kìa chùm kìa cha ơi. Cái thì mười không? Ừ. Cái nào lấy bự thì bự à. Đây. Ừ. Này mình không được hái ăn phải không? Hả? Đó bọc ni lông á, quên hỏi coi bao nhiêu ký. 60.000 ký. Hả? 60. 60 hả? Ừ. Đó dắt bọc đi sẵn á. Nãy là em nói hình như là 60 á. Đó. Trời ơi, vườn quýt ơi là vườn quýt ơi. Mình đi hái coi. 60.000 một ký. Ồ đẹp ơi là đẹp. Vậy đâu cho hái bán. Hái ra căn kilo thấy người ta hái đó. Được trái đứt. Quá chừng không. Ừ. Ê mê. Đó có bịch đó, ta để bịch đó. Trời. Lỡ vô đây nè, quay ơi. Hái bọc rồi. Chị bãi quá trời. Vườn này đâu ngon bằng vườn hôm mình đi. Không, vườn này không chừng có lý à. Bị gì trái nó lòng thòng á, nó ấy còn vườn kia. Ồ, khô quýt nè. Kẹp ở dưới đất sát đất luôn nữa kìa. Vô đây chụp hình nè. À. Đó, vô đây bà Hai ơi. Nha, tháng vừa rồi mình hái quýt ở bên Nhật nha. Tháng này thì mình hái quýt ở nha. Đó. Đi vô đây là mỗi mùa vé là 50.000. Không được hái đem về, qua bên Nhật đó thì mình hái mình được đem đi về ngượn túi. Nè, Đức. Chụp hình đây nè, Đức. Rồi Phan để con nó hả quay xong rồi chụp. Chùm nào chùm đó chứ mê. Ủa mấy chị đi đâu vậy? Mấy chị? Đi vườn quýt hồng em ơi. Vườn quýt hồng hả? Mở khẩu trang ra để nhìn thấy. Ồ, cái nè. Đó. Quá chùm. Chùm thấy mê quá. Ôi vậy mà. Heo chín quá rồi chị. Lòng thòng. Cái này chín quá rồi chưa đụng tới là lắc cái cây là nó đã rớt. À chị Bảy, nay chị đi miền Tây hả? Ở đó cây nhỏ nó cũng quá trời nè, heo. Đó. Đó. Đừng giỡn nha. Nè nè. Mê không? Dạ. Đẹp quá. Đẹp quá.
ai lột nè. Không cho, không cho hái nó chơi vậy đó. Không đủ rồi. Nè. Mười không? Đây đây quay quay đây. Nè, không cho hái nè. Quýt này. À, quýt này miền Tây á nha, chỉ vô tham quan thôi. Không còn được nếu hái. Mà được, hái á là 1kg 60.000. Đó rồi, hái muốn lột lột phải không? À, còn qua Nhật á là phát cho 1 cái túi nha, mà anh em nào nấy hái. Chị bê không? À. Chín nhiều quá rồi. Chín quá rồi. Quá rồi. Cái này chắc Tết không hái bán chứ để gì hư thế kìa. Thì Tết hái bán, nhưng mà giờ ta để tham quan. Để mình tham quan. Đây khoảng 27, 28 là ta hái. Đây nè. Ờ đó đó. Dạ. Hai em bây giờ mình mua chín. Ôm dắt con về. Nặng quá. Nặng quá đó cơ. Cắt nguyên chùm đó đi. Ờ này cắt nguyên chùm đem về. Trời ơi, phải nó cho mình cắt đã. À, cho tôi hái đi rồi tôi để bịt mà. Tôi trả tiền tôi không có lấy quýt. Nãy nó để bịt đắng lắm mà. Này ừ. Tự nhiên nè. À, tức là mình hái nhưng mà tính tiền căng nhiêu. Ờ. Nãy nghe nó hình như là 1 cái 60 ngàn. Ờ, quá trời đất ơi. Quá trời đất ơi. Giống bích giả ghê không? Ừ. Dạ Đức. Chụp rồi. Mê quá Đức. À, quay rồi chứ không có chụp. Đó, nè, mở hai nè, từ thành phố Hồ Chí Minh lên. Hả? Quải ba cái quýt nè. Ủa, cái quýt đó sao hả? Ý, mưa rồi, ông ơi. Có nhà đục không đây rụng đầy nè. Quay qua bển đi chị. Quay qua bển. Quay rồi. Đẹp quá. Thấp hơn. Thấp hơn. Mà lá nó chùm mà không có trái bà. Trái đây trái chùm mà lá ít. Kia lá nhiều. Mà nó chùm chùm. Lá nhiều không có thấy trái nhiều. Nhưng mà thật sự trái nó nhiều hơn đây. Nhiều hơn. Mười nó trồng kỹ thuật đó. Đâu mình mèo nói sao lá bên kia lá nó nhiều. Bên đây thì đây thì trái nó nhiều, khăn cây lá nó ít. Đây loại trái ra nhiều. Vô đây Đức ơi. Quá trời Đức ơi. Vô đây vô đây. Nè nó chống cây nè. Bây giờ mình à mình nó nặng quá nó chống. Ồ đây nè, đây nè. Cái trái này nè. Ừ. Trời ơi nó bự nha. Đi ông nội bẻ quá. À, cả nhà bảy ơi đi tới cô bảy. Muốn bẻ quá à. Đó. Cái này mua chưng. Nè hái đi. Quá trời. Bởi vậy giờ sung sướng hả đi hả vô vườn quýt nha, muốn ăn bao nhiêu thì ăn mà có lắm là ăn không có nổi. Ăn không có nổi thôi. Quan trọng là bỏ tiền vô đó là được. Không, bây giờ ăn thoải mái. Giờ vô đây mình ăn thoải mái. Mà điều cái là đừng đem về. Giờ lột ăn đây nè. Ừ. Ăn đi. Nãy mấy cây thì cao rồi. Chín rồi lột ăn. Ở đây nó cho lột ăn không? Biết. Không biết. Không biết gì mình ăn nó cũng đâu. Không ở bên kia kìa. Đúng rồi, bây giờ hái cái ra ăn đi. Bảy, có cái có một chút kìa. Những cái chín này nè, lột ra chia người mấy chín. Cái nào chín trên đây nè. Đó. Rồi trái ăn ngậm gì rụng chứ mà. Rụng cả đống. Chín mùi quá rụng. Trời ơi, đẹp. Đó, lột đi, tôi quay nè, đó. À, ở Nhật Bản ha, bà Bảy này là bà không chiến đấu mà lột ra quýt cho tôi ăn hay không? Thấy mê không? Ai đó. Chùm chùm không? Cái này Tết nó cắt bán rồi. Năm năm người ngủ lông công chúa nha cả nhà. Quá chịu mà đậu. Quá chín. Ngày chưa chín luôn. Tết vừa. Thầy mê. Dặn thật hết. Cái này Đức. Thấy quằn sát đất luôn nè. Đất cái này cái này bự quá trời. Ừ, sát đất. Mê. Dùm dùm dùm. Này chín quá. Cái trái này hư rồi nè. Ừ. Đó, chín quá. Đây nè. Đây họ cũng lột họ dục vỏ đây nè. Ừ. Ăn trái nhầm gì mình ăn nhiêu đâu cho vui. Nè, vô vườn quýt nha, ăn tha hồ ăn nha cả nhà. Mà đều cái là đem ra không có được đâu nha. Đem ra phải tính tiền. Cái này cái tắc à. Nó luôn cái tắc quýt à. Quýt. Nó luôn. Nó ra nó chưa có lớn á. Chưa lớn. Nó giống quýt đường quá. Nó nè. Cái này quýt đường. Quýt đường.
quýt đường. Cho này quýt đường. Quýt đường thật sự này quýt đường. Ông mới dẫn khách vô á. Ông chủ á. Này quýt đường. À, tôi có bà dì Bảy nha, bà quậy lắm, bà đi qua bánh mình lột ăn, mình giờ qua đây bà kiếm quýt đường, bà kiếm quýt đường, quậy hả mày, bà kiếm quýt đường mới lột, cái quýt này là quýt đường, mày quậy mày nói tao quậy, này đâu có chua ha, trái này lột, bảy lột không có chua nè, thừa trái chín, còn trái quýt đường nữa không, còn trái nữa, mưa, trái nào không đâu. Chụp hình quay đây nè.